Xin cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ nguyên băng tần 18.14 và sau đây Việt Hoàng sẽ đến với quý vị qua phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, hàng chục ngàn người đổ ra đường đến bến xe tại Sài Gòn. Theo thông tin từ bến xe miền Đông quận Bình Thạnh, lượng khách qua lại tại bến dịp Tết Nguyên đán 2020 dự báo tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước, tập trung từ ngày 22 đến 29 Tết. Cao điểm nhất được dự báo sẽ trúng vào hôm 28 Tết với khoảng 55.000 khách một ngày, tương ứng 1.800 lượt xe. Hàng chục ngàn người cùng dồn đến bến xe này, trong khi mật độ phương tiện trên các tuyến đường xung quanh cũng được dự báo dày đặc dịp Tết, dẫn đến tình trạng kẹt xe bị đánh giá đặc biệt căng thẳng. Trong khi đó, tại bến xe miền Tây, lượng khách dịp Tết dự báo tăng từ 1-2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hôm 28 Tết có thể lên tới 62.000 lượt khách qua bến, tăng hơn gấp đôi ngày thường. Và một vấn đề đáng lo ngại là ùn tắc giao thông có nguy cơ cao xảy ra trên các tuyến đường về miền Tây, đặc biệt là quốc lộ 1, cao tốc thành phố Sài Gòn Trung Lương. Nếu kẹt xe xảy đến sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc di chuyển khách do xe mất nhiều thời gian để quay đầu về lại bến. Hiện nay, các bến xe này cũng đã xây dựng lộ trình cho xe khách lưu thông nhằm hạn chế tình trạng kẹt xe. Dân buôn lo sợ mất Tết vì đào cảnh nở gần hết hoa dài cổ chờ khách. Nhiều ngày trước, do thời tiết nắng nóng, không ít chậu đào Tết đã bung nở gần hết hoa khiến cho người bán không khỏi lo lắng. Và một chủ gian hàng hoa đào trên đường Lạc Long Quân, Hà Nội than thở, không bán nhanh là vứt bỏ, ít hôm nữa sẽ không có ai mua. Theo anh này, hiện tại gian hàng của anh đang có cây đào rừng Sơn La ghép với đào Nhật Tân đang rao bán với giá 40 triệu đồng là nở hoa gần hết. Dù trước đó anh đã tác động sử dụng biện pháp hãm hoa giúp hoa nở chậm lại vào đúng dịp Tết, nhưng cũng chỉ được một phần, còn lại vẫn trông đợi cả vào thời tiết. Mặc dù cây hoa nở rất đẹp nhưng nhiều người e ngại sau khi mua về sẽ không chơi được lâu vì hoa nhanh tàn. Một số ít khách đã trả giá hoa đào thấp hơn giá bán cả chục triệu đồng vì chúng đã nở hoa. Hiện tại, chi phí vận chuyển cây cảnh trong ngày Tết sát giá từ 100.000 đến 500.000 cho một chuyến. Và càng sát ngày Tết hoặc vào ngày có mưa, chi phí cho dịch vụ này sẽ tăng nhẹ từ 20 đến 50.000 đồng. Ô nhiễm không khí Hà Nội lên mức báo động đỏ trở lại từ sáng ngày thứ Ba. Sau vài ngày, chất lượng không khí tương đối tốt, từ sáng 14 tháng 1 năm 2020, chất lượng không khí Hà Nội lại xấu đi với chỉ số AQI giờ tại các điểm đo lên ngưỡng đỏ và theo ghi nhận của nhiều hệ thống quan trắc. Sương mù bao phủ qua cả buổi trưa khiến Hà Nội như biến thành Sapa. Chỉ số ô nhiễm không khí cũng thường xuyên ở mức rất xấu và ghi nhận của Tổng cục Môi trường cho thấy chỉ số AQI lên trên 150 và số liệu ghi nhận tương tự tại hệ thống quan trắc của Đại sứ quán Mỹ. Hơn 60 điểm đo của Palmer ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng đỏ trong chiều. Và trước đó, Bộ Y tế có khuyến cáo khi các chất lượng không khí từ ngưỡng xấu trở lên, chỉ số AQI từ 150, người dân nên hạn chế ra khỏi nhà, đi tập thể dục, làm việc ngoài trời và ô nhiễm không khí diễn ra liên tục ở Hà Nội suốt từ cuối tháng 8 đến nay với nhiều đợt ô nhiễm dài ngày, có thể lên ngưỡng nguy hiểm nhất và ô nhiễm với khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà. Ô nhiễm không khí tại Hà Nội được Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. Vẫn tin liên quan đến ô nhiễm không khí, khi ô nhiễm không khí ở Việt Nam làm thiệt hại 240.000 tỷ đồng. Ô nhiễm không khí khiến hàng chục nghìn người Việt Nam tử vong mỗi năm, thiệt hại 240.000 tỷ đồng, chiếm gần 5% GDP cả nước. Và tại tọa đàm ô nhiễm không khí tại Việt Nam từ góc nhìn kinh tế, tổ chức sáng 14 tháng 1, thì Đinh Đức Trường, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã cho biết, mỗi năm, Việt Nam có hàng chục nghìn người tử vong do ô nhiễm môi trường và 2/3 trên số đó tử vong do ô nhiễm không khí. Theo đó, năm 2018, 71.000 người chịu tác động của ô nhiễm môi trường, trong đó 50.000 người tử vong vì ảnh hưởng bởi không khí độc hại. Thiệt hại kinh tế do ô nhiễm không khí ở thời điểm này ước tính 10,82 đến 16,63 tỷ Mỹ Kim, tương đương 240.000 tỷ đồng, chiếm 4,45 cho đến 5,64% GDP cả nước. Gần đây, chỉ số ô nhiễm không khí tại Hà Nội và các tỉnh thành phố lớn, các khu công nghiệp ở ngưỡng cao của thang cảnh báo. Và kể từ tháng 9 năm 2019 đến nay, liên tiếp trong nhiều ngày, Hà Nội và thành phố Sài Gòn có chất lượng không khí rất xấu. Một số thời điểm chỉ số AQI ở ngưỡng nguy hại và không tốt cho sức khỏe. Và theo Bộ Tài nguyên Môi trường, một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng này là do hoạt động giao thông và việc xây dựng các hạ tầng đô thị tạo ra nguồn phát thải lớn vào môi trường.
Nam diễn viên Joaquin Phoenix bị cảnh sát bắt giữ. Theo tờ The Washington Post và TMZ cùng đưa tin, Joaquin Phoenix đã bị cảnh sát bắt giữ bên ngoài trụ sở Quốc hội Mỹ thuộc khu Capitol Hill và sự việc xảy ra khi nam diễn viên tham gia cuộc biểu tình chống biến đổi khí hậu thuộc chuỗi Fire Through Fridays do Minton Jane Fonda phát động. Trên trang cá nhân, phóng viên Hannah Chowell của The Washington Post đã xác nhận thông tin. Cô tiết lộ mình trông thấy cảnh tượng nam diễn viên Joker bị cảnh sát áp giải sau khi anh có bài phát biểu kêu gọi mọi người ăn chay và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Trước khi hành động, cảnh sát đã nhiều lần nhắc nhở đám đông giải tán và cuối cùng họ buộc phải giải đi Joaquin Phoenix cùng Martin Sheen và sự kiện hôm 10 tháng 11 được cho là cuộc biểu tình chống biến đổi khí hậu cuối cùng thuộc chuỗi Fire Through Fridays diễn ra tại Washington DC, Hoa Kỳ. Và trước ông, nhiều người nổi tiếng đã tham gia và bị cảnh sát bắt giữ trong vài tháng qua như Lily Tomlin, Sam Watterson, Danny Allen và Sally Field. Sony gián tiếp thừa nhận phim Macaron Morpheus thuộc vũ trụ Marvel. Do vẫn nắm bản quyền thương hiệu Spider-Man trên màn ảnh, hãng Sony có thể làm các phim riêng xoay quanh chuỗi đối thủ của người nhện ở nguyên tác truyện tranh. Năm 2018, họ từng gặt hái chiến thắng khổng lồ với Venom khi bộ phim thu hơn 856 triệu Mỹ Kim và tiếp với đà chiến thắng, Sony đã bật đèn xanh cho Venom 2, đồng thời thực hiện Morbius, dự án xoay quanh nhân vật Macaron sống cùng tên do Jared Leto thể hiện và dự kiến ra mắt khán giả trong năm nay. Phim mới tung ra trailer đầu tiên vào tối 13 tháng 1 và theo thỏa thuận giữa Sony và Disney cùng với Marvel Studios, phía Sony có quyền nhắc tới các sự kiện diễn ra ở MCU trong các bộ phim của hãng và với Morbius bên cạnh Jared Leto, phim còn có sự tham gia diễn xuất của Adria Arjona vai Martin, người tình của Morbius, Matt Smith vai Loxias Crown, Therese Gibson vai Simon Strong và Cher Harris. Do đạo diễn Daniel Espinosa, phim Life thực hiện, Morbius dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào tháng 7 năm 2020. Và bản tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin cập nhật buổi tối. Việt Hoàng xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chúc quý vị có một đêm ngon nhất và xin hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin lần sau.